Xin chào mọi người cái video này mình sẽ nói về đồng xu nghe bây giờ là 3 giờ 10 phút chiều ngày 17 tháng 10 năm 2021 nhảy luôn đồng xui thì nó đang nằm ở giai đoạn từ sóng số 2 lên sóng số 3 và từ 2 lên 3 như vậy nó có 3 ba sóng nhỏ đây là a của nó nhỏ b nhỏ và C nhỏ để tạo sóng số 3 này Vừa rồi như vậy là mình cho bạn cái vùng này là cái vùng mua vô à, cho nhóm video cũng giống như cho nhóm tin nhắn cũng giống như là cho nhóm uh, tương lai cái okay, mình cho bạn cái định lon này từ rồi là khá là ok từ sống B lên sống C nó có 5 sóng nhỏ đây là sống 1 đây là sống 2 để là sống 3 sóng 4 và sống 5 năm sóng này tạo sóng C này đơn giản các okay vừa rồi như mình vẽ rõ ràng những, cái đường chỉ mình vẽ là mình vẽ gọi là mình vẽ chung chung thôi nha nhưng vừa rồi bạn có thể thấy là nó ngừng ngay ở sóng số 1 luôn vừa rồi là mình không có chỉnh sửa một cái thứ gì hết nha đang ngừng ngay ở sóng số 1, nó đang hồi lại sóng số 2 rồi sau đó chuẩn bị lên 3, 4 và 5 nghe okay, nhớ cái chống lưng của nó là gì cái chống lưng của nó là 1.84 chống được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang chống được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang còn dưới, dưới 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 ok nếu mà dưới đó ok nếu mà dưới cái con giá uh, 1.84 uh, từ 3 tới 5 tiếng nha Mình rõ ràng là tốt nào cũng phải là từ 3 tới 5 tiếng hết á Nhưng nhiều lúc mình không có ghi Nhưng nhớ là bạn phải, bạn phải Bạn phải bạn phải nắm nắm cái thứ đó rồi Nếu mà nằm dưới con giá đó từ 3 tới 5 tiếng Thì có nghĩa là số 4 lớn này có thể được diễn ra Nghe rơi vào cái khung giá này Khung giá này Nếu nó rớt dưới okay. Và nó có 3 móc giá để rớt xuống 4 móc giá là cái đầu tiên là nó rất dưới 184 là nó đã cho bạn cái tín hiệu là đã nguy hiểm rồi nè. Ok, 184. rớt dưới vàng vàng này rờ được thì là nguy hiểm nguy hiểm là rất rất right, rất right, rất right, rất, right, rồi. Right. Nhưng có những cái bóc giá nó nó sẽ công nhận nữa là con giá là 7 1.74. Okay. đó là cái đấy vừa rồi của nó đây. Ok. Rớt dưới 184, rất dưới số 1, rớt dưới số 2 là 171 và không chỉ vậy nữa 1.660 là cái đấy vừa rồi đây. 1, 2, 3, 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, ok 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, rớt dưới 60 thì chắc chắn là nó sẽ rơi vào cái vùng giá này rồi. Cái thì là bốn cái cái móc giá cái chống lưng như vậy dẫn đường đi xuống con còn ở cái vùng giá này. Riêng tầm xui thì vẫn vậy nha. À, mình đập đi đập lại rất là nhiều thông tin trong cái video vừa rồi. Là nếu nó vẫn giữ được trên 1.32 thì nó vẫn có cơ hội lên tới 2.47. Cái 1.32 nó là cái chống lưng chính còn cái chống lưng ở cái vùng này là chống lưng phụ thôi chống phụ lưng phụ thôi ok những con giá này là chống lưng phụ thôi ok đây mới là chống lưng chính ok nếu mà rất dưới 132 á có nghĩa là cái đỉnh của nó là đỉnh rồi nó không tạo đỉnh mới nữa có nghĩa là nó sập 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 sập, sập cho trong thời gian ngắn ngắn tới đây nhưng giá vừa rồi khá là ok nha khá là ok nó chống được vừa rồi bạn có thể thấy là nó hồi xuống nè nó siết rờ được con giá là 1.97 thôi là nó nằm trong cái chống lưng của mình đây 2 đô la nè, 1.97 nè, rồi nó hồi đi lên lại, mình cho bạn cái sóng hồi này. Sóng hồi này chi tiết thì hồ, hôm qua đã được chia sẻ từ B như vậy tới C đúng không? Thì nó có 5, năm sóng nhỏ, đây là sóng 1 của nó, sóng 2 của nó, sóng 3 của nó, sóng 4 và sóng 5. À, rõ ràng từ 3, từ B lên C như vậy á, nó không phải đi một cái vèo đi lên. cái okay, có người comment là nó sẽ có sóng lên, sóng xuống, cũng giống như mình chia sẻ là từ từ sóng B lên C như vậy nó có 5 sóng nhỏ, đây là sóng 1 của nó nè vừa rồi có thể đây là sóng 2 của nó, đây là sóng 3 của nó, đây sóng 4 của nó, sóng 5 của nó. Ok. chứ không phải là đi một cái vèo đi lên thì cho những người nào chưa tương lai thì bạn phải hiểu cái quy luật nó là vậy nha. Nó có lên nó có xuống, nó lên, nó xuống, nó lên nó xuống thì bạn biết cái điểm nào là nên chốt đơn, điểm nào vô lệnh lại, điểm điểm nào nên long, điểm nào nên short, vân 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 vân. Vừa rồi hai cái móc giá mà mình nói là để biết là sóng C xảy ra và sóng số 3 xảy ra đó là cái đầu tiên là 2 chấm À, 14, thì vừa rồi nó đã cắn con giá 2.14, nó hồi lại ngay ở 2.14 à, và không chỉ vậy nữa, cái okay, cái đóng dấu mà đã nói lên câu chuyện lên 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 luôn là số 2 đây, ok. Rồi và con giá là bao nhiêu? 2.27, 2.27 cái vạch vàng, vàng này. Nếu nó rơi được 2.27 thì xác suất cái đáy của nó là đáy rồi, đây là đáy rồi, đây low, ok, low trên ok. Có nghĩa là cái đáy, ok, à, mình sửa là cái đáy ghi là bottom đi ha, cho nó dễ hiểu hơn. Bottom là đáy ha, tiếng anh bottom là đáy, đáy 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 nếu nó rời được cái vành vàng này thì xác suất đây là đẩy rồi nghe đây là đẩy rồi và nó sẽ tiếp tục leo thang như vậy và cái vùng kế tiếp nó leo thang lên là bởi gì là con giá là 247 247 247 3 đô la 3 đô la ok 247 và hơn nữa là 3 đô la ok thì tín hiệu của xui nó không thay đổi cho máy nghe vừa rồi là nó có một sự bay bổng đây à, mình cho bạn mua ở cái vùng này lon ở cái vùng này và vừa rồi là thắng 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 À, đây nó đang nằm trong cái sóng số 2 nhỏ của nó thôi rồi sau đó có sóng số 3 số 4 và số 5 miễn sao nó giữ được trên con giá này thì à, 1.84 ngay bây giờ ngắn nhất của nó là 1.84 thì xác suất là nó vẫn là leo thang leo thang à, lên tới cái vùng này thì mình biết là đây là đấy rồi nha lên tới cái vùng 2.27 ngay à, và nó bò lên phong cách nó bò lên thì cũng giống vậy 1 2 3 4 5 cái okay. rất là chi tiết và rất là dễ dễ hiểu đúng không? Con giá kế tiếp target kế tiếp là gì? 247, ok 247. Uhm, vậy thôi vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xác suất à, vẫn là lên 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 nhiều hơn xuống nghe xác suất là à, cái năm sóng nhỏ này đã đang được diễn ra nghe năm sóng nhỏ này đang được diễn ra à, vậy thôi còn mà nếu mà nó sập lại nghe nó cắn dưới cái đáy này à, 1.97 để mình cân nhắc luôn 1.978 886 đúng không 9, 8, 7, 6, 6 và mình đổi nó thành màu vàng luôn ha đó là cái đáy vừa rồi của nó ha okay. nếu mà nó sập dưới lại cái uh, nó sập dưới lại cái con giá này nghe thì có nghĩa là lặng ngoạn là là nó đã bắt đầu sập lại rồi nghe đã, đã sập lại rồi cái okay? nhưng nhưng rõ ràng đây mình chủ yếu là nó vẫn giữ được trên 1.84 là tiếp tục leo thang leo thang ok thì vẫn cẩn thận cẩn thận và nhớ hồi tối như vậy là 2 giờ sáng mình có ghi âm cho bạn là bây giờ là người ta nhảy nhót vô tương lai rất nhiều nghe à, đồng tiền đã được rót vô à, rất là nhiều người đang có mặt trong cái thị trường tiền điện tử ngay bây giờ thì lúc mà nó vừa rồi như vậy là cái 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 tư duy của con người đã thay đổi rất nhiều tư duy là gọi là sẽ sắp 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 sắp, 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 sắp tất cả mọi thứ sẽ chết nó đã đổi thành là uh, sân sôi nảy nở bởi vì vừa rồi là BTC nó nó bay sân sôi nảy nở và lúc một cái tư duy như vậy 7 tháng vừa rồi thì người ta nghĩ nó sẽ hồi BTC sẽ hồi tới cái vùng 30 mấy, ok 40 mấy vân 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 vân. ok. thì bây giờ là tất cả mọi người nhảy vô bởi vì nó đang đang bay, ok. Thì cái tư duy của số đông đang thay đổi rất nhanh, rất nhanh thì bạn phải cẩn thận. Cái đồng tiền đang có nằm đang có mặt ở trong cái thị trường ngay bây giờ thì cẩn thận cẩn thận là nó sẽ dính cái cái thị trường nó sẽ rất là bay bổng. Ok, rất là nhiều rau lên rau xuống cũng giống như là hôm qua bạn có thể thấy nha đánh râu lên rồi đánh sâu râu xuống như vậy nè những cái thứ như vậy nè thì bởi vậy bạn cẩn thận cẩn thận nếu mà chơi tương lai thì bạn nhớ là biết cái vùng nào nên chốt đúng không giống như đây là cái vùng nên chốt đầu tiên là số 1 là chốt rồi đúng không Sống số 2 thì canh để vô lại ok cài đặt stop loss và tất cả mọi thứ để bảo vệ vốn nhớ 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 là vậy các okay. cho những cái nào chơi tương lai còn chơi spot thì rất là dễ đúng không chỉ có mua thấp bán cao thôi chứ mua thấp mua bán ở đây hoặc là lên đây bán hay là lên tới cái vùng cái vùng này để bán, ok, à, đơn giản như đèn dựng, ok. Còn những người nào mà chơi tương lai thì phải là cẩn thận, cẩn thận. Bạn phải có kinh nghiệm, nghe. Okay? Và trong những cái video spot của mình như vậy, mình vẫn chia sẻ cho bạn uh, cái này cái nọ, đúng không? Vẫn chia sẻ cho bạn cái này cái nọ để bạn có thể lường lách cái thị trường này. Uh, nhưng đây là tín hiệu của spot chứ không phải là tín hiệu của của tương lai, ok? Bạn muốn uh, tín hiệu của tương lai thì bạn phải đăng ký ngắm tương lai. Uh, vậy thôi vậy thôi đó là tất cả những mình muốn chia sẻ cho bạn cái video này xác suất là năm sóng này đang được diễn ra nha năm sóng này đang được diễn ra à, chừng nào nó lên tới con giá 227 là xác suất đây là đẩy rồi đây là đẩy rồi ok cái vành vàng này vậy thôi đó là tất cả những mình muốn chia sẻ cho bạn cái video này xin chào nếu tín hiệu nó chuẩn 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 cái sự bay bổng này là mình cho bạn trong cái video vừa rồi bỏ một dây ra ghi bên dưới trải nghiệm cái trải nghiệm của bạn nên như thế nào tín hiệu nó có chuẩn hay không nó có giúp bạn chốt đơn hay không nếu bạn chốt đơn ghi chữ chốt 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 hay là sau đó ok và đừng quên ứng vô ngón tay bên dưới có nghĩa là ứng vô chữ thích cảm ơn cảm ơn và cảm ơn xin chào